Để tiếp tục chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Sau 2 năm cầm quyền, Tổng thống Trump phủ quyết trong tháng 3 vừa qua dự luật Quốc hội bác bỏ tuyên bố tình trạng khẩn trương do ông đưa lên để xây bức tường biên giới. Nghị quyết được Hạ viện thông qua với 12 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đứng chung với phe Dân chủ chống đối tình trạng khẩn trương của Tổng thống mà họ cho là vi hiến. Phủ quyết này sẽ chuyển lại cho Quốc hội để biểu quyết đến khi có 2/3 đa số nhà lập pháp thông qua thì mới có hiệu lực. Trong lúc Tổng thống họp báo để ký phủ quyết veto luật khẩn trương, thì bên New Zealand, Brenton Tarrant, 28 tuổi, người gốc Úc, đi qua bên quốc gia láng giềng New Zealand, vào hai nhà thờ Hồi giáo, xả súng giết 50 người và làm 40 người trọng thương khi họ đang cầu nguyện. Tarrant đã ghi lại toàn bộ nổ súng trong video livestream dài 17 phút quay bằng camera gắn trên mũ của hắn. Anh ta bị bắt và làm đầu ngón tay biểu tượng cho chữ OK khi xuất hiện sau một tấm kính trên tòa án. Biểu tượng này thể hiện cho quyền lực tối cao của người da trắng, White Nationalism. Trước khi anh nổ súng, Tarrant đăng trên Twitter một tuyên ngôn dài 74 trang có tựa Sự thay thế vĩ đại. Anh viết là anh muốn trả thù cho hàng ngàn người chết trong các vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan. Paul Buchanan, chuyên gia phân tích tình báo và chính sách quốc phòng, nhận định rằng vụ tấn công này là một ví dụ điển hình về chủ nghĩa cực đoan và khủng bố cực hữu. Nghi phạm được coi là một kẻ theo quan điểm da trắng thượng đẳng, white supremacist, khẳng định người Hồi giáo là một lực lượng chiếm đóng invaders, muốn thay thế người da trắng, nên hắn phải đứng lên bảo vệ tương lai cho người da trắng. Tarrant cũng lấy cảm hứng từ ông Trump khi Tổng thống đưa ra mệnh lệnh đối với người di dân miền Nam Mỹ và người Hồi giáo, kêu họ là những kẻ xâm lược invaders. Tarrant cũng đề cập đến Tổng thống Trump trong bản tuyên ngôn, nói Tổng thống là một biểu tượng mới của da trắng thượng tôn và có mục đích chung. Chắc chắn rồi, là một lãnh đạo đề ra chính sách. Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, 37 tuổi, gọi cuộc giết người tập thể này là một ngày đen tối nhất trong quốc gia thanh bình của bà. Bà cam kết rằng chính phủ bà sẽ siết chặt hơn luật súng đạn, giúp cho cộng đồng trở thành an toàn hơn. Bà đội khăn màu đen, dẫn một phái đoàn đa đảng đến thăm các gia đình nạn nhân. Bà nhận định là đất nước của bà không phải là nơi dung chứa sự thù ghét, phân biệt chủng tộc hoặc cực đoan. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trên khắp thế giới lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vừa qua, đồng thời chia buồn và cầu nguyện cho người dân và đất nước New Zealand. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Và cuối cùng, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi hình ảnh sinh hoạt truyền thống của sinh viên Việt Nam Đại học Maryland College Park tổ chức hàng năm. Bài phóng sự do Đậu Thanh Vân thực hiện. Trong mục đích bảo tồn văn hóa truyền thống của dân Việt tại hải ngoại, đồng thời cũng để tiếp tục duy trì một sinh hoạt đầy ý nghĩa, hàng năm, Hội sinh viên Việt Nam BSA trường Đại học Maryland College Park UMCP vẫn tổ chức một buổi trình diễn văn hóa Việt Nam mang tên là Đêm Gia Đình, Family Night. Năm nay, Đêm Gia Đình được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 3 2019 tại Hope Theater STEM Student Union trong khuôn viên trường Đại học Maryland với chủ đề là A World Apart, tạm dịch là Thế Giới Phân Cách. Đêm Gia Đình cũng đã được sự ủng hộ tham gia đông đảo của khoảng 600 sinh viên, cựu sinh viên và gia đình của trường Đại học Maryland College Park và rất đông các trường bạn như Georgetown University, GW, GMU, VTU, NCSU, UMBC, University of Virginia, VCU và ODU. Đêm Gia Đình đã được mở đầu với lễ chào quốc kỳ, quốc ca Mỹ Việt, đây cũng là điểm son của VSA UMCP. Thật vậy, đến hôm nay đã được 41 năm,
Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Maryland College Park vẫn luôn nối tiếp các bậc cha anh duy trì truyền thống chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Sau phần nghi thức khai mạc và lời chào mừng của Chủ tịch BSA UMCP, một chia sẻ đầy tình nghĩa trong thế giới đang phân ly, anh Chủ tịch báo cáo cho quan khách tham dự biết hội đã quyên góp được 5.000 Mỹ Kim để giúp đỡ phương tiện cho các trẻ em nghèo Việt Nam được đi học. Anh Chủ tịch cũng nhắc đến công sức đóng góp, sự nỗ lực hy sinh suốt 6 tháng ròng rã của 95 anh chị em hội viên Việt Nam, Đại học Maryland. Anh cũng không quên chân thành cảm tạ tất cả các quý ân nhân đã giúp đỡ, đã đến tham dự buổi trình diễn tối hôm nay. Thật vậy, sự có mặt đông đảo của hơn 600 người tham dự là một phần thưởng tinh thần lớn lao cho ban tổ chức, là một sự chia sẻ đầy ý nghĩa, một đóng góp rất tích cực vào công cuộc phát huy nền văn hóa Việt Nam. Đêm gia đình tiếp tục với phần giới thiệu tạp chí Góp Gió, ấn bản thường niên của Hội sinh viên Việt Nam và một chương trình ca vũ nhạc kịch, Modern Fashion và Traditional Fashion Show. Đêm gia đình kết thúc lúc 10:30 trong tình cảm hân hoan của quan khách tham dự. Chiều nay là đêm gia đình của Hội sinh viên Việt Nam 41. So chiều nay sẽ có nhiều performances, so có người hát, có người nhảy, có người múa. Mà chiều nay sẽ có cái performance của hết cái students ở trong Hội sinh viên Việt Nam. I'm a sophomore, computer engineering major, and the magazine took a couple of months to make. Tôi là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành kỹ thuật máy tính, là người điều hành cuốn tạp chí năm nay và phải mất vài tháng để hoàn tất. Đó là một quá trình lâu dài nhưng nó cũng xứng đáng. Có rất nhiều hình ảnh và rất nhiều trích dẫn cho tất cả các thành viên VSA của chúng tôi. Tôi thức suốt 3 đêm liên tiếp để hoàn thành tạp chí. Đó là một công việc toàn bộ học kỳ trong một tạp chí. Em là major public health science và em rất excited cho ngày gia đình này. We've worked really hard for this and I hope that everyone who can see it enjoys it a lot, just as we did. Em Vincent Đỗ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nói tiếng Việt rất là thông thạo. Em cho biết. Con rất là hãnh diện để con có thể tập trung với nhảy chung với bạn bè. Năm nay là cái show là về hai đứa tên là Việt với Jane. Việt với Jane là hai đứa sinh đôi, họ qua bên Mỹ để họ kiếm tiền và nhảy để kiếm tiền để nuôi ba mẹ và có hiếu thảo. Con rất là thích cái này là bị con là người mà có bố mẹ mà trải qua rất là sự khó khăn, có sự rồi nhiều đứa thì có trải qua bố mẹ phải trải qua vượt biên rồi nhiều thứ mà rất là khó mà qua bên đây để nuôi con và con cái phải lớn lên và có hiếu thảo với bố mẹ. Thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Thông báo, ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới blogger Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp gỡ thân mật với blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào lúc 1:30 trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 tại hội trường San John Vianney, 4839 Southside Drive, Louisville, Kentucky 40214. Đây là cơ hội để blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô, cũng như đã dành cho cô và gia đình những cảm tình nồng hậu. Nhân dịp này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng mong được chia sẻ những quan tâm về tình hình đất nước và những nỗ lực chung nhằm chấm dứt độc tài và bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới bloggers Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời. Mọi liên lạc xin gọi Hành Nhân 281-707-2632, Văn Trần 502-741-8338, Tuyết Đinh 502-419-5122. Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương
tham dự lễ hội Quán Âm lần thứ 2 và hội chợ ẩm thực chay sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại Chùa Giác Sơn, địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708. Đặc biệt có khách mời Sư Cô Thích Nữ Liên Hoa và Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa Hậu Bích Liên trước kia, cùng các ca sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Giác Sơn, email giacsontemple@gmail.com, điện thoại số 240-360-7454.